Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 1 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hưng Yên phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Những sân chơi bổ ích cho trẻ em trong mùa hè. Hưng Yên sẵn sàng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tháo gỡ khó khăn thi công các dự án giao thông trọng điểm. Chiều nay, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung quan trọng. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đại biểu Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đại biểu Đào Hồng Vận cho rằng lãng phí về niềm tin còn nguy hiểm hơn lãng phí vật chất tiền bạc. Vẫn còn những chậm trễ, vướng mắc về một số chính sách trong công tác quy hoạch, kế hoạch, hoạt động công vụ của bộ máy, khiến người dân và doanh nghiệp ở một số nơi, một số lĩnh vực còn khó khăn trong việc tiếp cận chính sách. Nhiều dự án hoàn thành đầu tư nhưng không thể đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ít nhiều làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Người dân và doanh nghiệp ở một số nơi, một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận chính sách, khó khăn chậm trễ trong việc triển khai đầu tư dự án. Nhiều dự án đã hoàn thành đầu tư nhưng không thể đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh được, dẫn đến gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp, gây lãng phí cho xã hội, ít nhiều làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư trong ngoài nước. Ở đây chúng ta lo lắng không chỉ lãng phí về vật chất và tiền bạc mà nguy hiểm hơn là lãng phí về niềm tin. Ví dụ như các dự án điện tái tạo và một số các dự án khác mà báo chí và các vị đại biểu Quốc hội đã nêu trong thời gian vừa qua. Vì vậy, tôi đề nghị trong báo cáo cần tổng hợp, đánh giá kỹ về những vấn đề này và từ đó phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kính thưa chủ tọa phiên họp. Chiều qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh dự và chỉ đạo lễ phát động. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, diễn ra từ ngày 1 đến 30 tháng 6 nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện, là dịp để thúc đẩy việc phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp của các tập thể cá nhân cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em trong những năm qua, đồng thời kêu gọi các ban ngành đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp cá nhân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc bảo vệ giáo dục trẻ em, đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em để hỗ trợ kịp thời những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho các em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại lễ phát động, 58 đơn vị trao ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Hưng Yên với số tiền trên 1 tỷ đồng. Dịp này, 32 trẻ em tiêu biểu về nghị lực vượt khó trong ngoan học giỏi được trao học bổng. 15 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vươn lên trong học tập được trao xe đạp, 2 trường mầm non, trao thiết bị vui chơi. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục trẻ em không chỉ chú trọng kiến thức sách vở mà cần phải quan tâm bồi dưỡng tới thể chất và tâm hồn cho trẻ là xu hướng giáo dục phát triển toàn diện. Mùa hè đã bắt đầu, trẻ được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Đây là khoảng thời gian quý báu để các em được học những kỹ năng sống. Phóng sự được thực hiện nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Những ngày này, các thầy giáo dạy thể chất tại trường Cộng đồng Hưng Yên, thành phố Hưng Yên luôn tất bật với các tiết học bơi lội cho các học sinh trong trường. Từ năm 2022,
Trường Cộng đồng Hưng Yên là một trong số ít các trường học trong tỉnh đưa bơi lội trở thành môn học chính trong chương trình giảng dạy. Học sinh tại đây bắt buộc phải học và tốt nghiệp chương trình bơi lội với 30 tiết học. Em cảm thấy tiết bơi này rất bổ ích ạ. Bởi vì em được gặp gỡ bạn bè của mình, được tăng sức đề kháng, phòng tránh những vụ việc đuối nước hoặc rơi xuống hồ, hồ ao, sông. Dạy cho học sinh các kỹ năng phòng chống đuối nước. Đối với các bạn nhỏ thì sẽ được tiếp xúc và làm quen với nước, môi trường nước không phải là môi trường thường ngày của mình. Đối với bạn lớn tuổi hơn, các thầy sẽ đưa vào dạy các kỹ thuật bơi cho các bạn để có thể chủ động xử lý được trong những cái tình huống mà xảy ra khi mà ở dưới nước để giữ được an toàn. Chị Hoàng Thị Yên ở phố Đinh Công Tráng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên là một trong những người mở lớp dạy đàn piano cho trẻ sớm nhất trong thành phố. Chị bắt đầu dạy từ năm 2014. Hè năm nay, chị đang dạy đàn cho khoảng 50 trẻ em với đủ mọi lứa tuổi. Nhiều em học đàn ở đây đã đi tham gia các giải trẻ tài năng như Tìm Kiếm Tài Năng Nhí, Kid Talent. Em cảm nhận là lớp học đàn thì nó sẽ giúp em giải tỏa các căng thẳng sau những tiết học và sau những buổi có bị stress quá. Cô dạy ở đây rất là nhiệt tình, cháu nó rèn được cái tập trung chú ý, sự nhanh nhẹn khi mà các cháu học đàn ấy. Cháu mạnh dạn hơn và nó bồi dưỡng được tâm hồn cho đứa trẻ, để đứa trẻ nó phát triển thông minh hơn. Để giúp trẻ em tiếp thu được nhanh hơn với bộ môn khó như đàn piano, đặc biệt là nhận được niềm tin của nhiều bậc phụ huynh, chị Yên đã không ngừng tìm tòi để có cách dạy đàn cho từng học sinh. Trước tiên là tôi làm quen với các con, cho các con một cái tình cảm, cái tâm lý để các con yêu thương môn học cũng như là yêu thương cô giáo. Tôi bắt đầu vào cái giáo trình để dạy các con và tập những bài luyện ngón đơn giản và dần dần nâng cao. Thì những con nào mà có năng khiếu thì các con sẽ tiếp thu và học rất là nhanh. Để trẻ em có một mùa hè đúng nghĩa, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên cùng các cấp bộ đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa cho trẻ em, như cải tạo xây mới các bể bơi tại xã Minh Hoàng, Tống Phan, huyện Phù Cử. Nhà thiếu nhi tỉnh đã mở nhiều lớp năng khiếu cho khoảng 300 trẻ, với mong muốn mùa hè là mùa nuôi dưỡng tuổi thơ cho trẻ khi áp lực thi cử của các em vẫn ngày càng tăng. Tối qua, nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức khai mạc hoạt động hè và khai giảng các lớp năng khiếu nhà thiếu nhi tỉnh năm 2023. Các lớp năng khiếu nhà thiếu nhi tỉnh tuyển sinh từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Đến nay đã thu hút được gần 300 thiếu nhi trong tỉnh và tỉnh bạn đăng ký tham gia. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 7, các em thiếu nhi được học tập với 3 nhóm năng khiếu, văn hóa, thể thao, nghệ thuật với các loại hình năng khiếu như luyện viết chữ đẹp, mỹ thuật, tạo hình, tiếng Anh, tin học, bơi, võ thuật, cầu lông, bóng đá, aerobic, múa, thanh nhạc. Đặc biệt là lớp kỹ năng sống hướng dẫn các em chuyên đề về kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2023. Hội thao diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Tham gia hội thao, các đồng chí dân quân tự vệ thực hiện kiểm tra các nội dung về nhận thức giáo dục chính trị, pháp luật, nhận thức các văn bản về luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và có súng, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng tiểu liên AK bài 1B, nhắm lựu đạn xa đúng hướng, chiến thuật các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhìn chung các đồng chí dân quân tự vệ đã có nhận thức tốt về các văn bản pháp luật, nội dung giáo dục chính trị và luật dân quân tự vệ, thực hiện thuần thục các yếu lĩnh động tác, các nội dung kỹ chiến thuật đã được huấn luyện. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật, nhiều đồng chí đạt giỏi, chấp hành nghiêm quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm việc lãnh đạo trong công tác xây dựng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ đạt kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện xây dựng các dự án giao thông vận tải với 37 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Kế hoạch từ năm 2021 đến 2025, Việt Nam sẽ xây dựng mới đạt 3.000 km đường cao tốc với nguồn lực xây dựng đường đầu tư, nguồn vốn lớn, đảm bảo tiến độ giải ngân là yêu cầu cấp bách. Tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 đã và đang triển khai hàng trăm dự án giao thông với nhiều dự án lớn như đường Vành Đai 4 dài 19,3 km, tổng kinh phí trên 5.200 tỷ đồng, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên dài trên 33 km, với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Dự án đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Kinh nghiệm khi triển khai dự án giao thông đảm bảo tiến độ tại Hưng Yên là giải quyết phát sinh trong giải phóng mặt bằng, triển khai đồng thời các gói thầu, tư vấn thiết kế, đánh giá tác động môi trường và tổ chức mời thầu và đấu thầu, giải quyết khi giá vật liệu tăng so với đơn giá hợp đồng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ cho dự án đường Vành Đai 4 đi qua địa bàn, thời gian qua huyện Khoái Châu đã tích cực tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của các hộ dân. Huyện Khoái Châu có gần 3 hectare đất trong khu vực dự án đường Vành Đai 4 cần giải tỏa, bao gồm phần đất do trạm thực nghiệm Văn Giang, Viện Di chuyển Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý, giao cho các hộ dân sử dụng, và diện tích đất 03 của 4 hộ dân thuộc xã Đông Tảo. Vừa qua, huyện Khoái Châu đã tổ chức chi trả hơn 6 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 17 hộ gia đình cá nhân trong diện thu hồi tại phần đất của trạm thực nghiệm Văn Giang. Khoái Châu cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hưng Yên thực hiện chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động 4 hộ dân còn lại trên địa bàn xã Đông Tảo sớm đồng thuận trong việc nhận tiền đền bù. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm với vốn hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các công trình này đều chậm so với kế hoạch, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuyến đường nâng cấp mở rộng, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài được đầu tư 2.300 tỷ đồng. Nhà thầu đã thực hiện đạt 60% khối lượng công việc trên toàn tuyến. Tuy nhiên, hiện tại mặt bằng thi công còn vướng gần 5 km, trong đó có 2 hộ có đất thổ cư tại xã Minh Châu đã ảnh hưởng đến cầu vượt ra quốc lộ 39. Theo đơn vị thi công, việc vướng mắc này dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo trong các đợt kiểm tra trước đó. Trụ T4 có một nhà dân, cái đất gọi là lấn chiếm của cái hàng lang sông nhưng vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Trước 30 tháng 6 này mà không bàn giao được mặt bằng cái phạm vi cầu này cho nhà thầu, 31 tháng 12 năm nay thông xe kỹ thuật thì cái dự án đấy nó sẽ không thực hiện được. Cũng trong gói thầu này, tại điểm cầu vượt đường sắt Hà Nội Hải Phòng, dự án cầu dài gần 500 m khởi công tháng 2 năm 2022 với hợp đồng thi công trong thời gian 36 tháng. Đến nay, đơn vị đã thi công đạt 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, cầu vượt này phải dừng thi công vì đã vướng 3 hộ có đất thổ cư thuộc xã Đại Đồng và một số diện tích do huyện Văn Lâm chưa giải phóng đền bù. Rất mong ủy ban tỉnh, các huyện, địa phương là cũng có cái giải pháp giải phóng mặt bằng sớm nhất và bàn giao cho nhà thầu để nhà thầu triển khai thi công dự án nó về đúng cái tiến độ đã cam kết. Ngoài hai gói thầu làm cầu này, cũng có hàng chục dự án khác chậm tiến độ cũng như việc chậm giải ngân vốn như đường DT385, DT380, DT376, DT377 và một số dự án đầu tư khác. Nguyên nhân do giá vật tư xây dựng vẫn ở mức cao, nhất là mặt hàng sắt, thép, xăng dầu, cát, đá sỏi. Đồng thời, nguồn cung cấp còn hạn chế, đặc biệt là cát đen. Đến thời điểm này, gần 1,5 cây ở xã Lương Tài và bao gồm cả 2 nút giao Dốc Nghĩa, nút giao cuối tuyến ở phía Lương Tài giao với đường 387 và một số hệ thống đường điện. Bây giờ là những cái đoạn này chưa có một mét vuông đất nào cả. Cái khó khăn về cái giá cả vật tư vật liệu đang biến đổi liên tục. Còn lý do thứ hai đó là cái nguồn vật tư vật liệu là rất là khan hiếm. Nhu cầu của nhà thầu thì rất lớn nhưng mà các nhà cung cấp chỉ đáp ứng được 20-30% cho nhà thầu nó thi công. Một số vị trí là nó liên quan đến đất thổ cư, thủ tục để nó bằng mất thời gian và nó ảnh hưởng đến cái việc là tuyến nó không được liền mạch. Về kế hoạch vốn giao năm 2023 cho Ban Quản lý Công trình Giao thông xây dựng tỉnh là trên 900 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đến nay là gần 140 tỷ đồng. Đối với Sở Giao thông Vận tải, tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện giải ngân hơn 64 tỷ đồng, đạt khoảng 6% kế hoạch.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư để sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 2 tháng 6, hơn 16.800 thí sinh trên toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Đến thời điểm này, công tác tổ chức thi hoàn thành, sẵn sàng cho những ngày thi tới đây. Sát ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân tiếp tục tổ chức tập huấn quán triệt quy chế thi cho cán bộ giáo viên tham gia công tác tổ chức thi. Các nhiệm vụ thi được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng giáo viên. Ban giám hiệu là người kiểm tra đánh giá. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được dự báo sẽ diễn ra trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Do đó, các điều kiện về cơ sở vật chất được trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện về quạt mát ánh sáng và đủ nguồn điện phục vụ kỳ thi. Nhà trường cũng đã có văn bản gửi Điện Kim Động là nhờ cơ quan giúp là có một đồng chí trực 24/24 trong thời điểm mà điểm thi diễn ra, cử các đồng chí kỹ thuật viên về kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà trường. Đấy, và nếu như có những cái gì mà nó có thể xảy ra những cái sự cố về điện thì nhà trường sẽ khắc phục ngay. Năm nay, tỉnh Hưng Yên tiếp tục vận dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi lớp 10. Mỗi điểm thi bố trí từ 12 đến 14 người tham gia công tác bảo vệ, phục vụ tại các điểm thi. Hệ thống camera giám sát phòng chứa bài thi, đề thi cũng được đảm bảo, hoạt động 24/24. Tất cả những phòng không được sử dụng phải được niêm phong đảm bảo an toàn. Trước đó, các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh đã tập trung ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh khối 9. Gần kỳ thi, các giáo viên chủ yếu luyện kỹ năng làm đề thi cho thí sinh, đặc biệt với môn ngữ văn, môn duy nhất thi với hình thức tự luận. Đồng thời, các giáo viên cũng chú trọng tư vấn tâm lý, động viên để học sinh tự chuẩn bị tâm thế bước vào kỳ thi. Em nghĩ là mình lên trọng tâm vào môn văn nhiều hơn. Và trong môn tổng hợp thì em còn yếu môn vật lý, nên là em sẽ cố gắng nhiều hơn để ôn tập các môn đấy để có được một cái kết quả điểm tốt. Em cũng phải chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe và một tinh thần học tập thật là tốt để mà chuẩn bị bước vào kỳ thi trong cuối tuần này. Chúng tôi chấm chữa bài cụ thể cho từng học sinh, luyện cái kỹ năng làm cái bài tập mà nhận biết, thông hiểu, vận dụng để giúp các em có cái tự tin, bình tĩnh khi bước vào làm bài thi. Chiều ngày 2 tháng 6, hơn 16.800 thí sinh sẽ tới 28 điểm thi thực hiện thủ tục dự thi, đính chính thông tin nếu có sai sót. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hội đồng thẩm định xét công nhận làng nghề tỉnh năm 2023 vừa tiến hành thẩm định làng nghề Mộc Bùi Bồng, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào và làng nghề Đậu Phụ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Làng nghề Mộc Bùi Bồng, xã Tương Quang, thị xã Mỹ Hào có 203 trên 364 hộ tham gia làm nghề, đạt tỷ lệ gần 56%. Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là đồ mộc gia dụng, mộc mỹ nghệ như ghế salon, trụ cầu thang, kệ, tủ giường, cửa gỗ. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc. Năm 2022, doanh thu của làng nghề đạt trên 110 tỷ đồng, thu nhập bình quân của hộ tham gia hoạt động ngành nghề đạt 257 triệu đồng trên năm. Xã An Vĩ hiện có 951 hộ dân tham gia sản xuất đậu phụ, tạo việc làm cho trên 2,7 nghìn lao động địa phương. Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là đỗ tương, đậu phụ, bã nước đậu. Thị trường tiêu thụ chính của làng nghề chủ yếu ở trong và ngoài tỉnh. Năm 2022, doanh thu của làng nghề đạt trên 35 tỷ đồng. Sau khi tham gia ý kiến về hoạt động của các làng nghề, đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu và đồng ý đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận làng nghề đối với làng nghề Mộc Bùi Bồng, xã Tương Quang và làng nghề Đậu Phụ, xã An Vĩ. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Mỹ đưa tin cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence dưới thời cựu tổng thống Donald Trump được cho sắp tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Nếu điều này xảy ra thì ông sẽ đối đầu với chính vị cựu tổng thống mà mình phục vụ.
Ông Pence, người sắp đón sinh nhật thứ 64 vào ngày 7 tháng 6 tới đây, là người từng giữ chức phó tổng thống dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Ông dự định sẽ tuyên bố tranh cử trong chính ngày sinh nhật của mình. Nếu thông tin này chính xác, cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa ông Trump và phó tướng của mình trong thời gian tới. Ông Pence đã đặt nền móng cho một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong hơn một năm qua, khi đến thăm các bang bỏ phiếu sớm và đưa ra các bài phát biểu về chính sách và quảng bá hồi ký. Quan hệ giữa ông và ông Trump tương đối tốt trong suốt nhiệm kỳ phó tổng thống, nhưng trở nên khá căng thẳng sau khi hai bên bất đồng về kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Hồi tháng 3, ông Pence đã đưa ra những bình luận mạnh mẽ nhất với cựu tổng thống Donald Trump, khi cho rằng lịch sử sẽ khiến ông Trump phải chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn tại nhà Quốc hội Mỹ hồi tháng 1 năm 2021. Trong hơn 2 năm qua, ông Pence dù đánh giá cao những thành tựu của chính quyền Trump-Pence, nhưng phát đi thông điệp rằng ông và ông Trump là hai người khác biệt về phong cách và chính sách. Tháng trước, ông cũng ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang để điều tra những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia Đông Á vẫn đang tồn tại những tranh cãi về lịch sử, ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, trong bầu không khí hòa giải hiện tại, những tranh chấp đang bị bỏ lại phía sau. Giới trẻ Hàn Quốc cũng đang dần có sự thay đổi về thái độ đối với Nhật Bản. Đây là Tanaka, nhân vật Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc hiện nay. Sự nghiệp của diễn viên hài Hàn Quốc Kim Kyung-wook đã rẽ sang một hướng khác khi anh hóa thân trở thành nhân vật này. Khi xuất hiện trong hình tượng Tanaka, nhiều người còn ngỡ anh là người Nhật Bản bởi có ngoại hình như những nam ca sĩ Nhật Bản sau những năm 2000. Sau 4 năm tỏa sáng, nhân vật Tanaka đã giúp nam diễn viên Hàn Quốc thu hút hơn 800.000 người hâm mộ. Kim là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi thái độ của người Hàn Quốc khi mối quan hệ với Nhật Bản tan băng. Không giống như các thế hệ trước, ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc coi Nhật Bản là một người bạn hơn là một kẻ thù đã xâm chiếm đất nước này 70 năm trước. Chung Sia, một nữ nhân viên văn phòng 24 tuổi, là một trong số ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc bị thu hút bởi các sản phẩm văn hóa của Nhật Bản và coi đất nước này như một bằng hữu thay vì kẻ thù. Có một bầu không khí xã hội khuyến khích tẩy chay văn hóa Nhật Bản, vì vậy tôi không muốn nói về Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi Tanaka ra mắt trên YouTube, bầu không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Với hơn 800.000 người đăng ký trên YouTube và các buổi hòa nhạc cháy vé trên khắp đất nước, sự cuồng nhiệt dành cho Tanaka ngày nay rất khác so với phản ứng đối với màn ra mắt năm 2018. Vào thời điểm đó, những bất đồng về lịch sử thời chiến đã nổ ra giữa Seoul và Tokyo, lan sang các tranh chấp thương mại. Và đến ngày nay, những cuộc cãi vã đang bị bỏ lại phía sau. Trong khi một số nạn nhân thời chiến tại Hàn Quốc tiếp tục yêu cầu Tokyo xin lỗi và bồi thường, các quan chức cho biết thái độ đang thay đổi. Các động lực chính trị đang thúc đẩy giới trẻ có cái nhìn ít đối nghịch hơn về Nhật Bản. Tôi yêu thích văn hóa Nhật Bản từ khi còn nhỏ. Tôi hy vọng mọi người không quá hẹp hòi đối với Nhật Bản và hy vọng đây có thể là cơ hội để mở ra sự đoàn kết. Chính phủ Anh dự kiến sẽ xem xét luật bán thuốc lá điện tử như một phần của chiến dịch quy mô lớn nhằm chống lại các sản phẩm gây nghiện cho trẻ vị thành niên. Thuốc lá điện tử đã tạo ra một thế hệ người hút thuốc mới ở Vương quốc Anh và sau khi chúng được tiếp thị như một phương tiện giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá. Ngày nay, chúng thu hút thanh thiếu niên bằng những hương vị khác nhau như trái cây, kẹo và bạc hà. Những sản phẩm này cũng đang được quảng bá bởi những người có ảnh hưởng trẻ trên mạng xã hội. Và đó là lý do tại sao một số trường trung học đã bắt đầu lắp đặt các thiết bị để phát hiện thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh để giảm thiểu tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử. Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây đã đến thăm một phòng thí nghiệm để tìm hiểu thêm về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử sử dụng một lần. Chính phủ của ông đang thu thập thêm ý kiến về vấn đề này. Và đây là bước đi đầu tiên để thay đổi cách thức tổ chức tiếp thị và quảng cáo thuốc lá điện tử. Chính phủ Anh dự kiến sẽ hạn chế thuốc lá điện tử bằng cách cấm các mẫu thuốc lá miễn phí cho trẻ vị thành niên và tăng tiền phạt đối với việc bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.